Kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tiền đại hội 13 vì sao Nguyễn Xuân Phúc hết hy vọng được làm tổng bí thư? Câu chuyện Đà Nẵng được coi như vụ việc chống tham nhũng điển hình dù quy mô và mức độ thất thoát tiền và đất không nhiều như Hà Nội và ở Sài Gòn, nhưng được tổng trọng ưu ái. Chưa khi nào mà một bí thư của một địa phương bị kết liễu nhanh như Nguyễn Xuân Anh. Có mấy lý do có thể tạm giải thích như sau. Đáng ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hạ bệ được 3X Nguyễn Tấn Dũng từ trước Đại hội 11. Mọi hồ sơ về sai phạm Vinasin đã có trong tay của Nguyễn Văn Chi, tức Năm Chi, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước thời điểm Bộ Chính trị Hưng Ta Lô có mời tham dự bằng cách hối lộ bà Trần Thị Thủy, vợ của Năm Chi. Ngay trước ngày họp Bộ Chính trị, Bùi Văn Nam và Phạm Minh Chính dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưởng tới gặp Năm Chi và cho xem bằng chứng. Nếu ông Năm Chi không ủng hộ bà Dũng mà vẫn quyết chống thì công an sẽ bắt bà Thủy, vợ của ông. Ngày hôm sau, ông Chi không trình bất cứ tài liệu nào về bà Dũng và ông Trọng chỉ còn biết ôm hận. Chả thế mà ông đã khóc trước Trung ương khi nói rằng không kỷ luật được một ủy viên Bộ Chính trị ám chỉ bà Dũng. Và sau này từ đó có tên là đồng chí X được ghép vào với bà X Nguyễn Dũng. Ông Năm Chi cũng kết thúc sự nghiệp chính trị tại đây dù trước đó từng có giải pháp là ông sẽ giữ chức chủ tịch nước. Sự tham lam của bà Thủy đã một lần nữa phản bội ông Năm Chi, từ đó ông Trọng ghi sổ nợ gia đình của ông Năm Chi. Nhân đây cũng nói thêm về Nguyễn Xuân Anh. Gia đình ông Chi có 3 người con là Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Ánh và Nguyễn Xuân Ảnh. Theo tài liệu theo dõi chính trị nội bộ thì Xuân Anh, cựu bí thư thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật sinh năm 1976. Ông Năm Chi được điều từ trong rừng ra Hà Nội học chính trị từ tháng 4 năm 1974 và đến tháng 5 năm 1976 mới quay về Đà Nẵng. Điều kiện xưa thì không thể có chuyện đi ra đi vào mà vợ chồng gặp nhau. Vậy có ai chữa từ tháng 4 năm 1974 mà đến tận tháng 1 năm 1976 mới đẻ như bà Trần Thị Thủy, chữa ít nhất 21 tháng mới đẻ? Về chi tiết này, hồ sơ nội chính đã rõ nhưng đảm bảo sự riêng tư của gia đình ông bố thật của Nguyễn Xuân Anh. Chúng tôi xin không công bố danh tính của họ. Quay trở lại chuyện của Nguyễn Xuân Anh, ông Trọng còn muốn tiêu diệt vì nó đi kèm với việc phải bắt Vũ Nhôm, vì hai nhân vật Vũ Nhôm và Út Trọng gắn kết chặt chẽ với Trần Đại Quang. Xin không nói nhiều về Trần Đại Quang nữa vì dù sao ông ấy cũng đã trở thành người thiên cổ. Vũ Nhôm, một cộm cán ở Đà Nẵng, có quan hệ từ Bá Thanh tới Bảy Phúc, sau này Nguyễn Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ. Khi vụ việc ăn chia ở Đa Phước bất thành, Vũ Nhôm chửi Thơ và đe dọa Thơ. Thơ chơi lại Vũ Nhôm, dù chỉ là việc ăn chia bất thành và tất cả hai bên đều là phường vô lại, nhưng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ Thơ và dù bị kỷ luật cảnh cáo nhưng Thơ vẫn tại vị. Khi Thơ vẫn tại vị, dư luận càng bức xúc thì Thơ càng chứng tỏ sức mạnh chính trị của mình. Ở Đà Nẵng có hai nhân vật mà Bảy Phúc bảo vệ tới cùng, đó là Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam. Khi Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải có vợ ăn chơi và hay đưa ảnh lên mạng xã hội đã bị kỷ luật đảng và sắp tới là cách hết các chức chính quyền, thì cả Huỳnh Đức Thơ và Thân Đức Nam có vợ bé con riêng, ai cũng biết nhưng chả bị sao cả. Cái đáng nói nhất là ở Đà Nẵng là các sai phạm ở hai vụ điển hình là Đa Phước và Sơn Trà không được kết luận. Trong vụ Sơn Trà thì Huỳnh Đức Thơ là người ký chia đất rất nhiều. Tất nhiên có chia từ thời của Nguyễn Bá Thanh. Nhưng trong vụ Đa Phước, Huỳnh Đức Thơ ký giá đất cho dự án Đa Phước mà thanh tra tạm tính thì thiệt hại cho nhà nước khoảng 27.000 tỷ, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chính Thơ là người ký điều chỉnh kế hoạch và bỏ ra ngoài phần dành cho sân golf cũng như điều chỉnh các hạng mục. Chính vì việc chênh lệch quá lớn như vậy nên giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ mới mâu thuẫn, bởi ai cũng đòi phần hơn. Cơ quan thanh tra chính phủ đã có bản dự thảo kết luận về Sơn Trà và Đa Phước rồi, có hơn một năm nay rồi nhưng Phúc không cho công bố. Có hai người mà Phúc không cho ai động tới cộng lông chân, đó là Huỳnh Đức Thơ, cựu phó chủ tịch Đà Nẵng, và Võ Duy Khương.
Dù cả Huỳnh Đức Thơ cũng ký giám đán bán đất công sản cho Vũ Nhôm như nhà số 16 Bạch Đằng, nhưng chỉ có Trần Văn Minh và Văn Hữu Tiến bị khởi tố hầu tra. Một cựu chủ tịch nữa cũng được phúc ân nghĩa bảo hộ, đó là Hoàng Tuấn Anh. Câu hỏi cho ông Tổng Trọng là vì sao không công bố kết luận sai phạm ở Đa Phước và Sơn Trà? Người ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ việc chống tham nhũng của ông là việc đánh phe nhóm và việc điều tra tham nhũng vẫn có giới hạn, hay ông không thể kiểm soát được bảy phúc. Việc thân Đức Nam dù đang dưỡng hưu nhưng Nam vẫn là người sốt sắng, không những không bị bắt vì nhiều sai phạm, chẳng hạn như ở vụ án Thanh Hà mà thân Đức Nam vẫn còn tham chính. Khoảng vài bữa trước khi mà Nguyễn Tấn Dũng vào nằm viện 108 dưỡng bệnh và mục đích chính là hàng ngày thăm dò xem ông Trọng cũng nằm ở đó, thì người ta thấy thân Đức Nam cùng với bảy phúc vào ăn sáng với bà X Nguyễn Tấn Dũng. Nam không thể không bám theo bảy phúc. Xin kể thêm chuyện lẻ khác về thân Đức Nam hầu chuyện mọi người. Thời của Nguyễn Bá Thanh còn là bí thư ở Đà Nẵng, một hôm Bá Thanh vào Quảng Ngãi thăm nhà của Trần Đức Lương. Khi biết Thanh sắp vào tới nơi, thân Đức Nam cũng ở đó và lên nhà vận một bộ đồ pyjama của ông Trần Lương. Khi Thanh tới, Nam đứng trên tầng vẫy tay xuống trong lúc vận đồ ngủ để chứng tỏ là rất thân với chủ nhà Trần Đức Lương. Bá Thanh kết luận về thân Nam thằng vô lại và bị ổi. Ngoài khu vực Đà Nẵng thì bảy phúc hiện đang gắn kết chặt chẽ với chủ tịch công ty Đèo Cả Hồ Minh Hoàng, hay còn có cách gọi khác là Hoàng Đèo Cả. Hiện nay Hoàng Đèo Cả có cả nợ Việt Tin Banh 27.000 tỷ, xin nhắc lại là 27.000 tỷ. Nguyễn Văn Thắng còn ở Việt Tin Banh chưa về Quảng Ninh. Thắng vẫn giải ngân cho Hoàng, nhưng khi Lê Đức Thọ lên, Thọ không dám cho vay thêm. Nhưng chỉ vài bữa trước, chính bảy phúc họp bộ ngành để yêu cầu ngân hàng phải giải ngân cho Hoàng Đèo Cả dù nợ đến 30.000 tỷ. Đồng thời Hoàng có cả thẻ xanh PR card của Mỹ. Hoàng và Phúc có cách làm rất tệ là đưa các dự án cao tốc xuống tỉnh quản lý. Tỉnh phải cấp các mỏ khoáng cát cho Hoàng. Và hơn nữa, Bộ Giao thông không quản lý được chất lượng. Khi làm được ở Lạng Sơn, các chuyên gia quân sự cảnh báo là không được làm đường cao tốc sát với biên giới, nhưng Hoàng vẫn làm. Rồi một ngày nào đó, xe tăng của Trung Quốc bon bon về tới Hà Nội thì sao? Bảy Phúc bị chính Ba Dũng đánh giá là rất tào lao. Phúc không có tư duy và toàn dựa vào đám John Lâm vẽ ra những thứ phát ngôn rất dân túy. Phúc nổi tiếng đi nhiều mà không ngồi nghiên cứu chính sách, đi tới đâu cũng phát biểu cho dân đó ở nơi đó sướng lỗ tai, đâu cũng là đầu tàu và là đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Qua những phát biểu của Phúc là nền kinh tế quái thai, có quá nhiều đầu. Những phát biểu của bảy Phúc do một người bà con là Việt Kiều tên Bắc soạn thảo. Trong những nỗ lực không mệt mỏi, Phúc đang tràn trề hy vọng được làm tổng bí thư. Chả thế mà khi ông Trọng xỉu ở Kiên Giang, Phúc tỏ ra rất hồ hởi, và điều này làm cho cả Trọng không hài lòng. Trước khi kết thúc phần nhỏ về bảy phúc gắn với một số nhân vật như Hoàng Đèo Cả, thân Đức Nam và Huỳnh Đức Thơ, xin cung cấp thêm thông tin là chính bảy phúc bảo kê cho Nguyễn Đức Trung, tức con đô trưởng đương nhiệm, và Phúc nói là vụ Nhật Cường không có vấn đề gì. Vì thế mà cánh của Nguyễn Duy Ngọc đang bế tắc trong vụ Nhật Cường Mobile. Trong vụ Nhật Cường Mobile có liên quan đến nhân vật có tên là Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đang được Trung còn hỗ trợ, và Phúc Tiến đưa Kỳ lên làm vụ trưởng kinh tế tổng hợp thuộc Văn phòng Chính phủ thay cho Mai Thu Vân, một người đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng của Phúc, được Phúc đưa lên giữ vị trí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Chấp hành hay không chấp hành phán quyết của tòa án quốc tế thì Trung Quốc cũng sẽ phải tan rã. Đó là một tin mừng cho nhân loại, cũng nói chung cũng như mà người dân Việt Nam và người dân Tàu Cộng nói riêng. Bản chất cháo trở lật lọng lưu manh của mọi đảng, mọi chế độ độc tài, cộng sản đều giống nhau. Chúng có thể ký kết mọi cam kết quốc tế để vượt qua khó khăn kinh tế, chính trị, xã hội. Những thứ gây áp lực
ở bên trong nội bộ đảng có nguy cơ sụp đổ chế độ độc tài toàn trị của chúng, và chúng có thể đơn phương vi phạm hiệp ước ký kết với quốc tế, ngay cả không chấp hành phán quyết của tòa án quốc tế là chuyện bình thường của đảng búa liềm Cộng sản. Cụ thể như Cộng sản Bắc Việt ngang nhiên vi phạm Hiệp định Hòa bình Paris 1973 sau khi chữ ký còn chưa đóng mực, cũng như Trung Cộng bất chấp phán quyết của Tòa án quốc tế về chủ quyền bãi cạn Scarborough của Philippines ở Biển Đông và nhiều cam kết quốc tế khác. Hứa hẹn thực thi điều kiện gia nhập các tổ chức thương mại thế giới WTO, cam kết tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người. Thế nhưng Trung Cộng không những không tuân thủ luật pháp quốc tế mà còn vi phạm cam kết quốc tế có hệ thống rất nghiêm trọng, táo tợn, nhưng quốc tế chưa có định chế chế tài cho các quốc gia vi phạm công ước quốc tế như Tàu Cộng và Việt Cộng vẫn sai phạm. Có lẽ do một số anh em nhìn vào thực tế đã đang diễn ra nên nghĩ rằng kiện Tàu là mừng như thắng kiện rồi, bắt Tàu Cộng bồi thường cho nạn nhân không hề dễ. Tàu không thi hành phán quyết của tòa án quốc tế thì làm gì nhau, chỉ có sử dụng sức mạnh quân sự đánh nhau với Tàu Cộng mới xóa được chế độ độc tài Cộng sản Tàu Cộng mà thôi. Ý kiến có vẻ hợp lý, nhưng chuyện Tàu Cộng sử dụng vũ khí virus Vũ Hán gây ra đại dịch toàn cầu mang tính hủy diệt hàng loạt không phải là chuyện nhỏ để cho thế giới bỏ qua tội ác chống nhân loại của chúng, cũng như của cả thế giới đã từng bỏ qua các vi phạm của các công ước quốc tế của Tàu Cộng. Chuyện nhỏ có thể làm ngơ, nhưng chuyện động trời gây chết người hàng loạt mang tính hủy diệt chắc hẳn thế giới không thể bỏ qua được. Bỏ qua tội trọng này thì lấy gì bảo đảm là Tàu Cộng không tái phạm phát tán vũ khí sinh học một lần nữa cho thế giới trong tương lai không xa. Thế cho nên các nguyên thủ quốc gia, các dân biểu, các nghị sĩ, các nước và cả phía dân sự như các tổ hợp luật sư Mỹ và nhiều tổ chức dân sự khắp nơi trên thế giới dù đang chống đỡ với dịch bệnh nhưng cũng đã lên tiếng đòi tính sổ Tàu Cộng. Có một số tổ hợp luật sư đã nộp đơn kiện và chuẩn bị hồ sơ kiện Tàu Cộng ra tòa quốc tế buộc chúng phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân virus Vũ Hán trên toàn thế giới. Các bài viết trước đã trưng ra cơ sở pháp lý dựa trên công ước quốc tế để kiện Trung Quốc ra tòa. Cũng trong các bài viết trước đã chỉ ra nạn nhân virus Vũ Hán nên kiện ai, kiện tội danh nào để cho Trung Cộng không thể chối tội, và thành phần nào có tư cách pháp nhân kiện để đòi thủ phạm gây án phải bồi thường thiệt hại. Thế cho nên bài viết này sẽ không lặp lại những điều đã nói ở những bài trước. Thiết nghĩ với sự vận động quốc tế bài bản khoa học để tạo ra sự đồng lòng toàn tâm toàn ý của các nạn nhân virus Vũ Hán kiện Trung Cộng bồi thường thiệt hại, thì cho dù Tàu Cộng có chấp hành hay không chấp hành phán quyết của tòa án quốc tế thì đảng chế độ Cộng sản của Tàu Cộng cũng phải tan do các lý do sau. Thứ nhất, nếu như Trung Cộng chấp hành phán quyết của tòa án quốc tế bồi thường cho các nạn nhân Vũ Hán thì mọi nguồn lực của hơn 20 năm phát triển kinh tế thị trường mang màu sắc Trung Cộng sẽ trở lại điểm zero, thậm chí là số âm. Như thế Trung Cộng không còn đủ lực để phát triển mạnh quân sự để thực hiện tham vọng thống trị thế giới, hoàn thành giấc mộng Trung Hoa. Nhân loại sẽ thoát được hiểm họa bá quyền Đại Hán và Tàu Cộng không còn là mối lo chung của nhân loại. Thứ hai, nếu Trung Cộng không chấp nhận phán quyết của tòa án quốc tế thì các quốc gia là nạn nhân của virus Vũ Hán có thể đóng băng tài sản, tịch thu tài sản của Trung Cộng nằm trong các quốc gia của họ. Cụ thể như đóng băng tịch thu các bất động sản của các công ty quốc doanh của Trung Cộng và cổ phần cổ phiếu, công trái phiếu của Trung Cộng ở nước ngoài. Ngoài ra, các quốc gia nghèo mắc bẫy nợ một vành đai một con đường của Trung Cộng cũng nhân cơ hội tham gia liên minh quốc tế kiện Tàu để xóa nợ, trừ nợ thông qua phán quyết Trung Cộng có tội gây đại dịch toàn cầu do tòa án quốc tế xét xử. Tóm lại, cả thế giới sử dụng vũ khí pháp lý kiện Trung Cộng ra tòa quốc tế thì cho dù Cộng sản Tàu có chấp hành hay không thành phán quyết của tòa quốc tế thì đảng chế độ Cộng sản Tàu cũng phải tan, vì Tàu phải khánh kiệt do bị đóng băng tài sản ở nước ngoài hoặc phải bồi thường thiệt hại cho cá nhân nạn nhân và quốc gia nạn nhân của virus Vũ Hán.
Ngoài bồi thường thiệt hại kinh tế cho các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Ý, Pháp, Đức, Nga, Ấn Độ, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc bơm tiền nuôi dân, nuôi kinh tế với số liệu tổn thất cụ thể. Bấy nhiêu cũng đủ cho Trung Cộng tàn sát, chưa kể đến các nước kém phát triển dính vào bẫy nợ một vành đai một con đường, tham gia liên minh quốc tế kiện tàu để xóa nợ cũng như ngoe càng của tàu dụng hết thì lấy chi để hoàn thành giấc mộng Trung Hoa. Cũng nên nói thêm, ngoài công ước quốc tế được nạn nhân virus Vũ Hán làm công cụ kiện tàu thì Hoa Kỳ còn cho vũ khí pháp lý cực khủng chứa trong luật pháp quốc tế quốc gia như đạo luật bao vây cấm vận, đạo luật trừng phạt trực diện và quốc gia vi phạm công pháp quốc tế, đạo luật tổng thống và thẩm quyền pháp lý để tấn công quân sự. Sử dụng vũ khí pháp lý đánh giặc tàu còn đường xóa sổ độc tài toàn trị Cộng sản, ít tổn thất nhất so với cách sử dụng sức mạnh quân sự xóa sổ Đảng Cộng sản tàu. Cầu trời Hoa Kỳ không sử dụng đến đạo luật tấn công quân sự. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị mở cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc. Phía Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn địa phương mở lại các cửa khẩu phụ trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại cuộc họp trực tuyến chính phủ với các địa phương sáng ngày 10 tháng 4 về kinh tế liên quan đến dịch virus Vũ Hán, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu rằng nếu không khống chế được dịch thì ảnh hưởng và thiệt hại gây ra chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với chi phí để phòng chống dịch. Ông đề nghị tháo gỡ các vướng mắc bất cập để tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đề nghị Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng các thủ tục nhập cảnh đặc biệt cho các chuyên gia trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài của các tập đoàn lớn được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Liên quan đến việc giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng chống dịch virus Vũ Hán. Theo công văn này, dù một số cửa khẩu biên giới Việt Nam, Trung Quốc đã được mở nhưng thông quan chưa được nhiều do cả hai bên đều đặt ưu tiên hàng đầu cho việc biện pháp phòng chống dịch virus Vũ Hán. Báo cáo trong nước trích số liệu tính hết ngày 8 tháng 4 trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đang tồn khoảng 1.700 xe hàng xuất khẩu, trong đó riêng tỉnh Lạng Sơn tồn 1.600 xe, chủ yếu là trái cây tươi của Việt Nam. Vì lý do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm 9 tháng 4 ra công văn khuyến cáo doanh nghiệp trước mắt tạm dừng đưa hàng nông sản, nhất là mặt hàng hoa quả lên khu vực Lạng Sơn. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ra công điện gửi Bộ Ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc thông tin về việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc có công hàm thông báo phía Trung Quốc sẽ tăng cường quản lý, áp dụng các biện pháp siết chặt hạn chế nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới để phòng chống dịch virus Vũ Hán. Việt Nam đàm phán vay 1 tỷ bù đắp ngân thâm hụt ngân sách do virus Vũ Hán. Đây là 1 tỷ đô la. Hôm 10 tháng 4, Việt Nam cho thấy có kế hoạch vay 1 tỷ đô la từ các tổ chức quốc tế trong năm nay vì dự báo rằng mức thâm hụt ngân sách sẽ trầm trọng do sự bùng phát của dịch bệnh virus Vũ Hán. Đối với các đề xuất từ một số tổ chức IMF, WB, ADB, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang đàm phán với các nhà tài trợ để có điều kiện vay ưu đãi nhất, dự kiến có thể vay tới với chi phí thấp khoảng 1 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu nêu phương án tài chính tổng thể trước đại dịch trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10 tháng 4. Khả năng bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm 1,5 đến 1,6%, tức là ở mức 5 đến 5,1% GDP, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng dự báo. Trang chính phủ cho biết với phương án tích cực nhất, dự kiến dịch kết thúc trong quý 2 năm 2020, thu ngân sách Việt Nam có thể ước giảm khoảng
140.000 đến 150.000 tỷ đồng trong năm nay. Trong đó, thu ngân sách trung ương giảm khoảng 100.000 đến 110.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương giảm 40.000 tỷ đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia tài chính kinh tế Bùi Kiến Thành nêu nhận định của ông về việc chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay thêm 1 tỷ đô la để bù thâm hụt ngân sách. Ngân sách của Việt Nam rất eo hẹp, chi phí để hỗ trợ cho các vấn đề kinh tế vì dịch virus Vũ Hán đòi hỏi phải có sự cố gắng đặc biệt. Trong khi Việt Nam còn có thể đi vay được với lãi suất hợp lý thì đó là việc có thể nên làm và cần làm trước khi lãi suất tăng lên. Hôm 10 tháng 4, hãng tin Reuters có bài nhận định rằng Việt Nam đang thách thức sự thống trị Trung Quốc về ngoại giao trong mùa dịch virus Vũ Hán với việc tặng thiết bị y tế cho các nước châu Âu và Đông Nam Á và thậm chí còn giành được sự khen ngợi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc cung cấp một lô hàng quần áo bảo hộ. Việt Nam mặc dù nguồn lực yếu so với các nước láng giềng như Trung Quốc nhưng đã tặng 550.000 chiếc khẩu trang cho Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh và 390.000 chiếc cho Campuchia và 340.000 chiếc cho Lào, vẫn theo Reuters. Vào tuần trước, Việt Nam chuyển gói trang thiết bị y tế bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng với bộ xét nghiệm virus Vũ Hán cho Campuchia, Lào trị giá tổng cộng 14 tỷ đồng. Nhận định về chính sách ngoại giao khẩu trang của Việt Nam, ông Bùi Kiến Thành nói: "Tôi nghĩ Việt Nam hỗ trợ cho các nước trong thời kỳ dịch bệnh là một hành động nhân văn tốt. Việc chi ra một phần nào để giúp cho các quốc gia lâm vào nạn này để tỏ sự ưu ái đoàn kết trên toàn thế giới. Đây là cơ hội để cho thế giới thấy rằng chúng ta đang cùng chung sống lúc hoạn nạn bên nhau, tránh gây khủng hoảng quá mức về vấn đề ngoại giao thương mại. Tuy Việt Nam nghèo nhưng cũng cố gắng buộc bụng để giúp cho các nước. Tôi cho rằng đây là một hành động rất tốt. Mặc dù Việt Nam vẫn cần các thiết bị tương tự trong nỗ lực dòng phòng chống dịch virus Vũ Hán, nhưng họ tặng thiết bị cho các nước láng giềng nơi có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống trên cơ sở tình hữu nghị và quan hệ truyền thống." Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với Reuters. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính cũng khuyên Việt Nam về tổng thể nên thận trọng về chi tiêu. Nên thận trọng về chi tiêu và bảo toàn ngân sách vì tình hình hiện nay khó có thể tiên đoán mức ảnh hưởng thiệt hại kinh tế do virus Vũ Hán gây ra là bao nhiêu phần trăm. Hôm 1 tháng 4, trang Nhịp Đầu Tư đăng bài thâm hụt ngân sách cao nhất khu vực, dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Trung Thành, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói: "Thâm hụt ngân sách và nợ công cao như hiện nay là một trong những rủi ro vĩ mô lớn nhất của nền kinh tế." Covid-19 chính phủ chỉ ở đó, nhìn dân nghèo ở đây. Đã tròn hơn 10 ngày tính từ khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam cảm thán mấy tháng nay nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi. Tuy nhiên, chính phủ vẫn còn đang bàn về chuyện hỗ trợ cho doanh nhân, doanh nghiệp và các nhóm yếu thế, người già, người tàn tật, người nghèo, người thất nghiệp. Cách đây hơn một tháng, vào ngày 6 tháng 3, ông Phúc từng ban hành một chỉ thị thúc giục hệ thống công quyền thực hiện ngay những giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, đến giờ đa số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn chưa thấy tăm hơi của hai gói hỗ trợ trị giá 280.000 tỷ đồng, 250.000 tỷ để ngân hàng hà hơi tiếp sức, 30.000 tỷ để cắt giảm thuế phí. Tác động của virus Vũ Hán đến kinh tế, xã hội Việt Nam càng ngày càng nặng nề. Bên cạnh đủ loại doanh nghiệp, cơ sở thương mại, dịch vụ phải ngừng hoạt động là nhiều triệu người thất nghiệp. Tầng lớp dưới đáy xã hội vốn vẫn phải chạy ăn từng bữa còn tuyệt vọng hơn khi không kiếm ra đồng tiền, nghĩa là đồng nghĩa với việc đói. Gói hỗ trợ từ chính phủ để cắt giảm thuế phí đã được nâng lên 3.000 tỷ lên 180.000 tỷ. Theo thông báo, sẽ còn có gói hỗ trợ cá nhân như doanh nghiệp gặp khó khăn trị giá 61.580 tỷ. Tùy trường hợp và một số cá nhân, một số gia đình, những cơ sở kinh doanh nhỏ sẽ được hỗ trợ một lần 500.000 đồng hay 1 triệu đến 1.800.000 đồng một tháng.
Chỉ có điều là chính phủ vẫn chưa bàn xong và bao giờ các khoản hỗ trợ như đã được giới thiệu rộng rãi suốt mấy tháng qua có thể đến được đúng người, đúng nơi thì vẫn chưa thể biết. Trong khi chính phủ vẫn tiếp tục thảo luận về chính sách hỗ trợ, một số chuyên gia đã chuyển sang bàn về chỉ số sống sót của các doanh nghiệp, kèm theo những cảnh báo có những doanh nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ cũng chỉ cầm cự được khoảng 30 ngày. Còn người nghèo thì bắt đầu bày tỏ nỗi lo chết đói trước khi chết vì dịch bệnh. Cho đến giờ chỉ thấy hệ thống truyền thông chính thức giới thiệu các tấm gương hưởng ứng lời hiệu triệu toàn dân ủng hộ quỹ phòng chống dịch virus Vũ Hán do chính phủ. Trong số đó tấm gương ấy có cả những cụ bà 73 tuổi ở Nghệ An vốn thuộc diện phải hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, mang cả tiền bán gà gom góp cho quỹ. Xong đến giờ chưa thấy chính phủ công bố quỹ đã nhận được bao nhiêu tiền và quan trọng hơn đã cứu ai chưa, khi đã biết rất rõ nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình khó lắm rồi. Cuộc vận động toàn dân đóng góp cho quỹ phòng chống dịch virus Vũ Hán có nhiều yếu tố chưa được làm rõ, tiền thu được cả bằng từ lương của nhiều triệu người, nhặt nhạnh cả tiền bán gà của những cá nhân cùng khổ như một cụ bà ở Nghệ An. Sẽ dùng để hỗ trợ đối tượng nào, người nghèo hay chính phủ? Nếu đã biết mấy tháng nay nhiều người khổ lắm rồi, nhiều gia đình cũng khó khăn lắm rồi, sao chính phủ chưa giúp? Bao giờ mới giúp? Và tại sao vừa thảo luận rôm rả chuyện hỗ trợ doanh nghiệp, người già, người tàn tật, người nghèo, người thất nghiệp đang ngày càng điêu đứng do tác động của virus Vũ Hán, vừa đi từng nhà, hỏi từng người, thậm chí chọn những người vốn dĩ là hết sức đói rách để đề cao những tấm gương nhằm khuyến khích người khác noi theo trong việc góp tiền cho chính phủ? Chẳng lẽ chính phủ không cảm thấy thẹn khi ngửa tay nhận cả những đồng tiền còm cõi của giới yếu thế vốn đang cần trợ giúp trực tiếp ngay lập tức? Chẳng lẽ chính phủ không hề cảm thấy áy náy khi nhiều người Việt bất kể giàu nghèo khắp đất nước Việt Nam đang tìm đủ mọi cách để hỗ trợ đồng bào mình vượt qua nghịch cảnh? Có xứ nào hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chỉ khoanh tay đứng nhìn dân chia sẻ cho nhau vì nghĩa vụ đồng bào, vì tình đồng loại? Nên xếp hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam vào loại nào khi đã làm ngơ, không hành động đúng chức năng, chức trách mà còn lớn tiếng khuyến cáo phải cảnh giác vì một số tổ chức tôn giáo có ý định thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo để xây dựng hình ảnh, gây thiệt hại, gây dựng thiện cảm, tìm chỗ đứng trong xã hội, thậm chí đã bắt giữ những người thay mặt Pháp Luân Công tặng khẩu trang cho những người khác vì như thế là truyền bá Pháp Luân Công trái phép. Còn loại cảnh giác nào phi nhân tàn bạo hơn nữa không? Dịch virus Vũ Hán ngày 11 tháng 4, số người chết vượt mốc 100 người, gấp đôi trong một tuần. Tính đến 2 giờ sáng ngày 11 tháng 4, thống kê của hãng tin AFP cho thấy ít nhất 100.859 người trong số 1,6 triệu người bệnh tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã chết vì virus Vũ Hán. Bản tin cập nhật lúc 9 giờ 10 ngày 11 tháng 4. Mỹ, quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận 2.000 ca tử vong một ngày. Theo hãng tin AFP, dẫn thống kê của Đại học John Hopkins cho biết, 10 tháng 4 giờ Mỹ đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do virus Vũ Hán chỉ trong một ngày. Cụ thể, đến 20 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 giờ địa phương, Mỹ ghi nhận thêm 2.108 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 18.586 ca, đứng thứ hai thế giới sau Ý, 18.849 ca tử vong. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở Mỹ đã lên đến nửa triệu, cụ thể là 502.876 ca nhiễm. Theo cập nhật của trang worldometers.info lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Ông Trung lệnh chính phủ Mỹ hỗ trợ Ý chống dịch. Trong ngày 10 tháng 4 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các quan chức trong chính quyền Mỹ giúp Ý chống dịch virus Vũ Hán bằng cách cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ nhân đạo. Trong một bản ghi nhớ gửi vài quan chức nội các, ông Trung đã lệnh tiến hành một loạt biện pháp hỗ trợ Ý, gồm việc yêu cầu các quân nhân Mỹ ở Ý nằm trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ thiết lập
các bệnh viện dã chiến và vận chuyển vật tư. Ý hiện ghi nhận 18.849 ca tử vong do virus Vũ Hán, cao nhất thế giới. Còn ở tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới. Theo hãng tin Reuters, hết ngày 10 tháng 4, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 46 ca, tăng 4 ca so với ngày trước đó. Số người bệnh chết cũng tăng thêm 3 ca, nhiều hơn 2 ca so với ngày 9 tháng 4. Như vậy, tính đến hết ngày 10 tháng 4, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 81.953 người bệnh, trong đó có 3.339 người chết. Đáng chú ý, tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới nào trong ngày qua, mặc dù vẫn có 3 người tử vong. Châu Âu hơn 70.200 ca tử vong. Châu Âu vẫn đang là châu lục bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với hơn 70.200 người chết. Trong đó, Ý là nước có số người chết cao nhất 18.849 người trong số 147.517 ca nhiễm. Nước này phát hiện ca bệnh đầu tiên cuối tháng 2. Theo sau là Tây Ban Nha với 15.843 người chết trong số 157.022 người nhiễm. Pháp với 13.197 người chết trong số 124.869 người nhiễm và Anh 8.958 người chết trong tổng số 73.758 ca nhiễm. Về số ca bệnh, Mỹ hiện là nước đứng đầu thế giới với 486.490 người nhiễm, trong đó có 18.002 người đã chết. Theo hãng tin AFP, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc trong tháng 12 năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.664.110 người nhiễm bệnh tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số đó, ít nhất 335.900 người đã bình phục. Theo đài NPR thì chỉ hơn một tuần trước, số người bệnh virus Vũ Hán chết toàn thế giới khoảng 50.000 người. Ngay lúc đó, con số ấy vẫn đã gây quá sốc. Nhìn vào thực tế, mới đầu năm nay, gần như chưa mấy ai biết về virus mầm bệnh mới. Và giờ thì tổng số người chết đã tăng gấp đôi. Ngày 9 tháng 4 vừa qua, theo Tổ chức Y tế Thế giới là dấu mốc 100 ngày kể từ khi tổ chức này nhận được thông báo về ca nhiễm corona chủng mới đầu tiên tại Trung Quốc. Tính tới chiều ngày 10 tháng 4, theo dữ liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins, tổng hợp số người chết toàn cầu vì virus Vũ Hán đã tăng lên 100.000 ca, trong khi tổng số ca nhiễm 1,6 triệu ca. Các nước Ý, Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp, Anh đang là những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nhất. Tổng số ca bệnh ở những nước này chiếm gần một nửa tổng số ca trên toàn cầu. Tới nay, gần như mọi quốc gia trên thế giới đều ghi nhận ít nhất một ca hoặc nhiễm corona trong nước. Giám đốc CDC Mỹ nói nước này đang tiến tới đỉnh dịch. Ông Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của CDC Mỹ cho biết nước Mỹ đang tiến gần tới giai đoạn đỉnh dịch. Phát biểu trên CNN, ông Robert cho rằng chính nhờ các biện pháp giãn cách xã hội đã giúp giảm bớt tỷ lệ người chết vì bệnh trong ước tính. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia, tuần này ước tính số người chết vì dịch virus Vũ Hán có thể khoảng 60.000 người. Trước đó, lực lượng chuyên trách chống dịch của chính phủ Mỹ cảnh báo con số này có thể rơi vào khoảng 100.000 đến 240.000 người. Ông Trung nói mở cửa lại nền kinh tế sẽ là quyết định lớn nhất trong đời. Theo báo USA Today, Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams ngày 10 tháng 4 cho biết hầu hết cả nước Mỹ sẽ không thể mở cửa lại bình thường các hoạt động trước ngày 1 tháng 5, bất kể những đề xuất của một số quan chức Nhà Trắng cho rằng tháng tới là thời điểm xem xét lại những quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Ông Jerome Adams khẳng định cho tới ngày 1 tháng 5 sẽ chỉ có một số nơi có thể mở cửa lại hoạt động, song hầu hết các khu vực trong nước vẫn sẽ chưa thể làm vậy. Theo ông, Adams cần mở thêm lại kinh tế Mỹ dần dần, từng chút và ở từng nơi một. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 4, Tổng thống Donald Trump nói việc quyết định khi nào mở lại nền kinh tế Mỹ sẽ là quyết định khó khăn nhất ông sẽ phải đưa ra.
Tôi sẽ phải đưa ra quyết định và tôi hy vọng đó sẽ là quyết định đúng, nhưng tôi dám chắc là đó sẽ là quyết định lớn nhất tôi phải đưa ra cho tới nay, ông Trump nói. Đứng trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, ông Trump mong muốn sớm có những quyết sách sáng tạo và vực dậy nền kinh tế sau đại dịch. Song ông cũng đối mặt với những cảnh báo lo ngại việc mở cửa lại nền kinh tế quá sớm sẽ khiến cho dịch bệnh dây dưa không thể chặn đứng. Thổ Nhĩ Kỳ cấm người dân rời nhà trong 48 ngày, trong 48 giờ, xin lỗi các bạn. Theo hãng tin AP, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ký lệnh cho mọi cư dân phải ở trong nhà 48 giờ kể từ nửa đêm ngày 10 tháng 4 trên khắp 31 thành phố nước này để ngăn chặn dịch bệnh virus Vũ Hán. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quyết định này có hiệu lực cho đến nửa đêm ngày 12 tháng 4 tại 31 thành phố, trong đó có trung tâm kinh tế Istanbul của thủ đô và thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Gần như ngay lập tức sau thông báo này, hàng ngàn người dân Istanbul và Ankara đổ xô tới các chợ tiệm bánh còn mở cửa để mua đồ tích trữ. Đường phố đông nghẹt người với những hàng dài xếp hàng bên ngoài các tiệm bánh, bách hóa và ngân hàng. Theo hãng tin AFP, một du thuyền của Úc bị kẹt ở ngoài khơi bờ biển Uruguay trong suốt 2 tuần qua với hơn 100 người nhiễm virus corona đã cập cảng Montevideo ngày 10 tháng 4. Sau thỏa thuận giữa các chính phủ Uruguay và Úc, khoảng 110 hành khách sẽ được sơ tán khỏi du thuyền Mortimer và được đưa tới sân bay quốc tế Montevideo. Tại đó, họ sẽ được máy bay đưa về Melbourne. Số người chết ở Brazil vượt qua 1.000. Brazil, quốc gia ảnh hưởng bởi dịch virus Vũ Hán nặng nhất ở Mỹ Latin, trong ngày 10 tháng 4 đã ghi nhận tổng số người chết vượt mốc 1.000 ca. Theo hãng tin AFP, tính đến 10 giờ đến 10 tháng 4, tổng số ca bệnh virus Vũ Hán ở Brazil là 19.638 ca, trong đó có 1.086 người chết. Mặc dù so với nhiều nước đây là vẫn là mức thấp, song các chuyên gia y tế lo ngại tình hình sẽ tồi tệ hơn. Giới chuyên gia dự đoán bệnh virus Vũ Hán tại Brazil sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4 này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.